Rồi. Bên không ngồi vô với mẹ. Chưa. Em muốn lấy cảnh nào? Cảnh đá. Mày. Rồi, ok. Sala chú cổng chùa có tượng Quan Thế Âm, này có một cái một hàng cái cây sung gốc bonsai gốc bự, gốc bự hơn cái tay này. Cây này cũng luôn. Sen ở đâu nữa? Tống Đại Lam nhá. Còn chưa. Tống Đại Lam nữa. Ngồi đàng hoàng. Ao sen bên nào? Đi lùn vô trong cái hố đó bữa nhớ không? Đi bên này. Ủa, cây sung trái nhiều. Cho chữ. Giống như đi rồi. Nhỏ đâu, nhỏ mới năm ngoái đây chứ đâu. Sương gồng. Đi đâu? Đi lên. Lên đó hả? Mẹ vận động cho mẹ lên cái hang bên. Em đi nước cũng được đúng không? Được. Em đi nước. Đây là đường lên hang nha. Hang của nói chung là những nhân vật rất là 12 tay hả? Đây là cũng Di Lạc. Đây là ông Địa hay ông Di Lạc? Bồ Tát 12 tay. Trên núi này nhìn xuống. Sen nơi có tượng Phật. Cái này cái đó là Quan Âm Bồ Tát hả? Tượng Bồ Tát bên kia cũng có hang đá nữa kìa.
Đi đường này xuống nè coi. Mẹ bên đây nè. Đi xuống bên kia. Ngày Tết mà không dọn dẹp lá rác không. Mát mát rồi đó, nó đỡ rồi đó. Lắm luôn. Ngủ mà cho bà nhờ, ngủ ừ, mình bông thọ ra thơm, thơm ha. Đây ừ. Nè. Ồ, cái bông này thơm ghê á. Thơm ha. Xin một bông làm cái lọc. Không có được. Mấy cái bông này ở ngoài chồng ta sụp nước là chồng không có được. Thơm quá. Đi đường nào. Ăn xe. Ơi. Nó xuống đằng trước kìa. Bên đây nè. Bên ơi. Bên. Cái lùi lại hả? Con ơi. Đi. Đi vậy đi qua bển, ao sen nằm đâu. Đi. Nó đi này nó không có hèm đi theo em đâu. Mà nó lớn rồi. Giờ em đi theo nó thôi chứ nó không theo em đâu. Tính tiền nó đâu có lên được đâu. Sao vậy? Cái mặc đồ còn đi không lên. Ai biểu mình đi chùa mặc đồ vậy? Đồ dài chứ không mặc. Thơm quá. Đây toàn là mấy bông thơm không à? Nè bông này thơm. Nè bông này bông cái cây bông trang. Hả? Nè cây bông trang. Trang giống của má hả? Không của phải. Mẹ anh á, cây của má là cây này. À, à cây này màu vàng phải không? Dạ dạ. Ừ. Cái tùng cái bách nè. Trong đây trồng mấy cái bông cái cây bonsai mà nó có bông thơm quá. Đi tới đâu nghe thơm. Thọ thì nó thơm của bông thọ. Mai chiếu hỷ thì nó thơm của mai chiếu hỷ. Ồ cái núi nè. Đây nhìn toàn cảnh cái núi mới leo nè. Leo lên giữa cái núi đó đứng đây Phật á. Bên đây chụp qua siêu đẹp. Đó. Ừ. Hồ lô. Mình lấy cái nón trong cốp xe hay nội. Cho ai đổi? Nắng quá. Anh hả? Còn để mình không 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 cấm không nó cấm mặt ấy thì con đi lên đi cấm mặt cái quần quần nắng luôn. Ừ thì ba nè ba vô được nè ba vô đi ba cũng vô được mà mình vô luôn mẹ nó vô cho quay phim hả? Không. Bây giờ con lên đi. Trời. Con xuống. Vô coi. Ba đứng đây rồi. Ba đứng đây thôi. Thì vô đi. Dạ. Tắm rồi xin chụp hình rồi. Thì con vô đó, con đứng ngay đó còn lại được rồi. Vô đi. Không vô rồi thôi, đi đi. Đẳng cấp.
y như Đại Nam. Nhà không có cá còi hay cá gì hết. Chê. Chỗ này nó nghe là cũng có thờ cái gì nè. Trời, trong đây rác không? Này làm cái hang để làm gì? Đi ra sao cửa coi. Ủa ở sao còn cảnh nữa nè. Lên đây khó yên tĩnh ha. Che nè. Ủa ở sao này còn cảnh nhiều lắm em ơi. Cái nước này hôi quá. Nước này là phải bỏ cái gì lọc nước nè. Bỏ bèo, bỏ rong. Ôi trời ơi, cá trê kìa. Ừ, cá lóc. Cá bự khổng lồ đó. Ha, ừ. Đó, ha. Con này chắc ngấy rồi. Nè, đây nè. Cầu tre nè. Đâu, hai mẹ con vô chụp tấm cho nè. Đây. Đi đi anh kia. Đi này luôn nè. Ai cho đi đường đó? Đi trời. Hả? Đây nè, đâu có ai để bảng cấm đâu trời. Dài ra sao nữa. Bên kia nữa kìa. Rồi đi ra đó ngồi đi. Vô nhà sàn ngồi. Em không biết nắng ha. Thì đi vô đây. Ừ. Con biết nắng hay con? Đứng vô mát. Không ngồi hồi ngồi tắm ở dưới ngay chậu bông á. Ngồi. Ngồi xuống. Đặng đặng sao ngồi? Thì ngồi ta tém tém lại. Thôi không ngồi đâu, đi. Rồi ai dám qua cầu khỉ thôi.
không? Ở sau này còn nhiều lắm. À, ô bên này nữa nè. Ồ bên này nó rộng ghê luôn. Em leo ra giữa anh chụp cho em tấm nè. À. Biết leo cái sao? Đi từ từ dựng mấy kia rồi hả? Đi sợ quá. Quá. Mới bên đi. Đi dựng mấy cái này nè. Đi dép thôi, đi này nóng quá chịu được. Đi được mà, cái này đi được. Đi giữa giữa ba chụp với mẹ thôi được rồi. Đi được mà sợ sắc thôi. Thôi còn được cứ đi té. Bé Na rồi bị rớt ở đây nè. Vậy đứng hẳn ngừ lên rồi. Ê, khoan tối rồi, tối thui rồi. Ê dạ, đứng im, đứng im. Dung hoài trời, sợ nó tối rồi. Được rồi, hả? Để anh đi qua bên kia. Đâu? Có đường ra bên kia không? Không biết. Có đường qua bên chùa bên kia luôn kìa. Đâu, cái chùa ở sao kìa, thấy không? Có. Có đường qua bển luôn á, đi qua bển luôn. Không đi được hả? Có, mình nó dám đi không? Đi. Sao không đi? Đi được. Đi được mà. Mà ai cầm này phụ con đi. Đây đây, đưa ba cầm. Ba có chồng không phải không? Khỏi. Cầm phụ con. Em có đi được không? Cái cây đó em thấy nó nằm dưới nước rồi kìa. Sao người ta đi được mà sao mất gì? Ai đi, có ai đi đâu. Rồi hai xe con mình đi, mình chứ đi từ từ mình nè. Té với bà không ẩm nổi đâu nha. Đi ngang cái chân qua. Mình sợ sập quá. Không có sập nhưng mình mà con đi cẩn thận. Cái đó là lội nước qua luôn, có sao đâu. Nước em cầm cho đây. Thôi khỏi, khỏi. Đi đi, sao đâu? Cái nào gãy? Đây nè. Thôi đi quay lại. Đây nhìn rén quá. Rén quá hả? Nhìn. Rồi con đứng qua một bên đi để ba đi cho. Người ta cột vô ba cây đó mà. Đi sợ sập. Chỗ này. Trời ơi. Cái này là mẹ con thua rồi, mẹ con chịu thua. Nhìn tay đi gì hoài. Hơi ướt dép một chút. Thôi con đi không được này đâu Minh ơi. Con đi đường kia với mẹ đi. Con có biết bơi không? Có biết bơi không? Không có sập mà con đi con vịnh cho chắc vô, nó hơi ướt dép một chút. Rồi tới đó đi ngang đôi dép ra. Ừ. Bước cao chân lên đây nè. Bước qua hai cây tre luôn chứ con bước còn cây vậy. Rồi. Mẹ con là chịu thua thôi. Rồi vậy là cũng ok rồi đó. Quá được không? Con cầm này đi, đưa ba cầm chai nước cho mẹ coi. Thấy mẹ cầm nước là thấy thua rồi đó. Người mẹ nhìn từ. Ủa nào của con? Cái cao là của con á. Cái nào? Đó đó. Ừ. Cái nào đó? Ừ.
Đạt Ma Tổ Sư nè, Đạt Ma Tổ Sư ở trong hang. Anh ở đây nè chứ đâu. Đạt Ma đó, không biết ông này không? Có mẹ con hay sao? Rồi vậy qua đi miền Tây chơi được rồi. Rồi, mẹ không sao hết. Đỡ mẹ với coi. Bà. Ơi. Ok. Đi ra đó. Ở đây mát lắm rồi Minh. Đây, đây đây có đường qua. Mẹ đây có đường qua nè em ơi. Vô hàng mát ghê luôn. Ôi nè người ta không cho qua rồi, khóa rồi. Ở sau này còn rộng lắm. Ở sau này còn rộng lắm nè. Người ta khóa rồi. Chắc nó ngăn hai bên. Rồi, đi lên lầu thôi. Lên lầu thôi à. Chứ ở sau còn rộng hơn. Cái chùa này còn rộng lắm phải không? Đâu có tiếng. Đi. Anh Minh nó chạy lâu rồi anh. Nó lên đây rồi nè. Nó cũng xuống đây thôi đúng không? Ừ.
chùa bên đây nè, giống như là chưa có vệ sinh, chưa có đón khách. Ồ, giống như cây nhân sâm quá vậy trời, giống như cái trái nhân sâm. Nhà dừng xuống. Ôi đi qua bãi hả? Đi qua đây nè, có đường qua nè. Hả? Vậy ở đó có đường lên không? À gì đó. Trời ơi. Đúng rồi, chụp mấy nha, chụp như vậy nè. Rồi. Ok. Mẹ đi có biểu dép gì không qua thủy á? Tại con không đi hai cây tre, con bước có một cây rồi nó nhúng xuống rồi nó ướt. Ướt có miếng. Trời, cái cây này lá rụng hết. Đó có gì đâu. Đâu? Chứ không chụp ngay cổng này hả? Trời ơi. Ba đi qua chụp đi đâu. Đi qua chụp đi. Đâu? Chụp cảnh nào vô cảnh này trước đi. Thôi vô tao nói nữa. Mình vô, mình chụp cho ba với mẹ mình. Thôi đừng có phim nữa, hết cảnh này. Để đồ uống ở đâu.